cái sâu thẳm trong lòng người đàn ông ấy ước muốn thầm kín nhiều thứ lắm, và có những cái thứ mình không dám tin. Tôi lấy thí dụ như thế này, cái ước muốn làm sao mình phải mạnh giỏi chuyện ấy cho đến 80 tuổi hoặc là hơn nữa. Nhưng mà theo cái quy luật chung ấy thì cỡ 40 tuổi trở đi thì nam giới bắt đầu suy giảm testosterone. Nó gây lên một loạt triệu chứng cho toàn thân và gây nên các triệu chứng rối loạn về mặt tình dục. Cụ thể là cái khả năng cương kém đi, cái ham muốn nó kém đi. Vậy thì bây giờ là mình tìm cách mình bổ sung cái testosterone. Bổ sung testosterone thì bổ sung cái nào tối ưu để cho mình vẫn cứ duy trì được cái hoạt động sinh lý bình thường, mà cơ thể mình phải là cơ thể khỏe mạnh, trẻ trung cơ, vẫn ra dáng đàn ông lắm, thì cái đấy nó mới được quan trọng. Hiện nay trên thị trường Việt Nam thì có cái sản phẩm sâm Alipat Platinum. Thế thì trong đó nó có chứa cái tinh chất quý Eurocoma Longifolia và một số cái các cái thảo dược quý nữa. Nó kích thích tự cơ thể sản sinh ra testosterone nội sinh. Nhờ sản xuất được testosterone nội sinh cho nên cái hệ nội tiết sinh dục ấy nó cân bằng lại. Khi nó cân bằng lại như thế thì nó làm tăng ham muốn của người đàn ông. Cho nên tôi coi cái sản phẩm này một cái sản phẩm rất là tối ưu cho nam giới, là bởi vì nó đảm bảo hai cái tính. Cái tính thứ nhất là an toàn, cái tính thứ hai là tính hiệu quả. Nó tác dụng trúng vào cái mà cái người đàn ông mong muốn, là tôi muốn kéo dài cái đời sống tình dục cho đến 80 tuổi.